Có công an đấy em ơi. Công an đấy. Chưa có công an đấy. Chưa có công an nhá. Có công an đây. Công an đấy. Đi vào làng các em ạ. Vì sao giống này bị như thế này không? Không. Thì hôm nay chú cho biết nguyên nhân vì sao. Ok, đi cứ theo. Thì sợ cắn thôi. Ngày này là ngày thứ 3 rồi. Thì mình sẽ thực hiện cái cắt đuôi. Có hai cách. Một là thắt dây chun, hai là cắt đuôi. Thì mình sẽ cắt trực tiếp cho nó nhanh. Thì dụng cụ thì cũng có một cái kẹp này. Với một cái kéo. Ok, thao tác thì mình sẽ làm luôn nhé. Nó không chảy máu à? Không. Kẹp cái này thì nó sẽ không mất máu. 6 đôi con này, trắng đẹp phết nhỉ. Nhưng mà cái giống này phải cắt đuôi nó mới đẹp. Nói chung là đau một lần thì thôi. Đơn giản thế thôi. Sát khuẩn này, giống này. Nguyệt chó có hơn như con. Còn vậy. Mong em kỷ niệm rồi. Muốn có bờ mong đẹp thế này phải hy sinh thôi. Có. Ngay này. Hôm nay là gần một tuần rồi thì bắt đầu mình tắm cho đi sói. Bận quá rồi hả? Sạch sẽ đấy, vào với con mấy cho nó mát. Đây. Đàn con thơ cháu nhỏ này, còn 7 con anh nhỏ. Nay là ngày thứ 6 rồi. To nhất vẫn chưa mở mắt. Ôi giời, con đang yêu. Thôi, đi. Ghê gớm nha. Chỗ hiệp cò. Mà thăm con không được.
quê đang vào mùa lạc này. Mình đang chuẩn bị bữa trưa. Canh cái nấu với tôm muống. Tôm trứng kho. Tôm trứng anh em ơi. Này. Có cái nào ở trong mâm. Đây nồi cơm này. Còn đây là ức gà nấu cho mấy đàn cháu nhỏ. Bên đây cũng có một cái nồi cơm, nhưng mà công dụng của nồi cơm điện nhà mình nhà đa năng anh em ạ. Mình đang kho cá. Nồi cơm điện vừa kho vừa nấu, làm tất cả mọi thứ đều được anh em. Còn là mình mát. Còn là đàn cháu nhỏ ở trong đây vẫn đang ngủ mơ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Này mình sẽ cùng với đội tiểu yêu này, cộng với chó rất là hay, anh em cùng sẽ đó nhá. Đi. Quay quay đi. Biết luật rồi đúng không? Biết luật rồi đúng không? Ok. Điện rồi. Ui. Ủa đó. Ủa đó. Đi về đây. Vui à? Anh ơi cô, nào đi đi. Cái chó mèo nó nhảy ra ôm đi. Sau đi. Ba cả ba người bên cạnh cũng vào đi em ơi, chó mèo đằng sau. Okay. Anh ơi, chỗ đứng à? Hai em lên ghế. Quách nhỉ? Rồi. Nào. Các bạn ơi đứng chạm vai bên cạnh đi. Chạm vai vào, đứng chạm vai không mép người nữa. Ôi, em còn duyên đấy. Ôi, con mày ơi. Con duyên đấy. Con duyên đấy. Mẹ. Đi đi. Mất tập trung quá. Nào đi em ơi. Thôi. Đi. Đi ra em chụp biểu đã. Đi trôn ra, đi quay lại sau. Nhớ nhiệm vụ chưa? Hả? Nhớ nhiệm vụ chưa? Ok, ok. Chúng ta sẽ đi tìm đối tượng đầu tiên à. Phải hô to mồm vào nha. Công an ơi, công an ơi. Quay không? Dừng rồi à? Dừng rồi. Ôi dài ơi. Đi rồi à? Không sợ à? Không có đâu. Nghiêm chỉnh lắm, ai có đội mũ bảo hiểm này. Hả? Ai có đội mũ bảo hiểm này, khó lừa lắm. Đây đây. Giờ kiếm con mối nào. Ba người bị đội cả ba. Không, chúng ta biết rồi. Đến đây chúng ta biết rồi. Chị công an em ơi, công an ơi, công an ơi. Quay lại chưa? Quay lại. Chạy lại. Tôi không được mua gì mà. Chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Có công an đấy em ơi. Công an đấy. Chưa công an đấy. Tình là công an nhá. Chết mày em bị chết mày. Công an ơi. Chạy nhanh chạy nhanh. Quay đầu quay xe đâu. Nó trong nào các em ạ?
Đi vào làng các em ạ. Cảm ơn. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Nói thật. Ông ơi, trên kia công an đấy không ạ? Công an đây. Quay nhà. Gì? Giờ nó kia quay không? Có, nghe đứng nghe. Ôi chửi. Ôi chửi á? Ôi chửi. Ông là gì? Ông phải đi rồi à? Ông ấy đi chửi quá xong ông ấy dừng xe một lúc ông nghĩ ông ấy. Ông đi. Thôi, té đâu. Để. Làm mấy vòng rồi. Chết người đấy. Thôi, vài xe mòn nó chụp kiểu vậy. Ra đây. Sao mày cứ suốt ngày mày trong bếp mày tránh nắng vậy? Đây, cái nồi cá kho lúc trưa mình cắm đây. Thì cái công dụng của nó thì đa năng anh em ạ. Kho cá này, bên này là hầm xương thì nấu canh này, và đây là nồi cơm. Cái kho cá rất đơn giản thôi, anh em đổ ngập nước này, xong rồi canh khoảng 2-3 tiếng nó sẽ khô. Thì anh em sẽ bật nút lên là sẽ có nồi cá kho hoàn chỉnh. Còn bây giờ là chiều tà rồi anh em ạ. Thì mình sẽ ra đồng để thu hoạch cái này trở về, và sau đó cũng xu dọn ít đồ luôn. Cấm tè bậy nhá. Đàn con thơ ngây. Có ơi. Ok, xin mời anh em cùng theo chân mình ra bãi gò để thu hoạch bữa lạc, mỗi năm một vụ. Chúng ở xóm cứ đi qua là bắt đầu ra chào đón đây. Mệt mỏi bọn này quá. Chưa? Đây này. Ơi, cho mong về cho. Thì nhà thích củ non ấy đấy. Nhà mình trồng cả chỗ này cả. Ừ, giá bao nhiêu thì... Ở bí đấy mày cầm về. Hai bao đấy à? Một cân bí đấy. Bao to ấy à? Đấy, bao đấy. Đấy, một tí nó đen nữa đây. Chắc thằng ba mẹ cơ.
Mấy chỗ cái chỗ này, mấy chỗ mà em ở đây. Con này con bố ạ. Các bà làm nhá. Ok. Đây là cánh đồng lạc anh em ạ. Mỗi năm 2 vụ. Một vụ ngô với một vụ lạc. Đấy làm sao được. Chuyên gia shipper ở đây. Cái lạc này mà uống bia thì là hết ý luôn anh em ạ. Ở trên Hà Nội anh em uống bia là toàn uống lạc và ăn cái lạc lạc trắng ấy, lạc trắng nó không ngọt bằng cái lạc này đâu anh em ạ. Cái lạc này thì để mà uống bia thì hơi bị hiếm đấy. Hết bài luôn. Khá là yên bình đúng không anh em? Những thứ mà có thể các bạn có tiền không thể mua được. Rồi, đây đây. Giờ chúng ta sẽ sát con lạc nhà bạn cho sạch. Tắm sớm đi. Khá là sạch rồi anh em ạ. Cái này thôi. Phơi thì nó khô đất thì nó cũng rụng hết ra thôi mà. Ôi giời. Ai. Ok. Về thôi. Ăn vặt có view đẹp thế. Nói chung thì một ngày ở quê nó đơn giản bình yên vậy thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là con méo con trò. À quên, con chó con mèo. Dọn dẹp xong nhà cửa với lại cơm nước xong rồi thì đợi tối ăn cơm thôi. Và thời gian này thì mình cũng vẫn đang ở quê nhỉ. Cái đàn chó nó vẫn còn nhỏ quá, chưa thể đi xa được. Nên là chắc là sẽ sang tuần cố gắng ra vài video chạy xe anh em xem. Nói chung thì nhiều anh em hỏi có nên chạy xe hay không ấy, thì bây giờ thì cái thu nhập của shipper nó không còn ổn định như xưa rồi. Nên là mình nghĩ là nếu mà chạy vui, chạy đam mê thì anh em mới theo đuổi. Còn nếu mà chạy chính mà để mà cày tiền thì không nên anh em nhé. Còn thực tế như nào thì sang tuần mình sẽ trải nghiệm thực tế và mình sẽ chia sẻ rõ hơn. Còn thế thôi. Cho nên hẹn mọi người ở cái clip sang tuần sau. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Bye bye.